Bệnh viện ca dính loạt tố cáo Bộ Y tế chính thức vào cuộc chỉ đạo nóng Công an Hà Nội vào cuộc xác minh nhóm đối tượng thổi giá đất nền qua các phiên đấu giá Sự thật thông tin một hiệu trưởng trường đại học xin từ chức liên quan đến ông Vương Tấn Việt Bình Phước, giám đốc trung tâm xúc tiến đầu tư có quan hệ đồng tính với nam sinh 16 tuổi Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế mới cho biết, Bộ Y tế đã nắm được thông tin của dư luận phản ánh về hành vi, thái độ ứng xử của nhân viên y tế trong quá trình điều trị tại bệnh viện ca và yêu cầu bệnh viện nghiêm túc tiếp thu trên tinh thần cầu thị lắng nghe, lấy người bệnh làm trung tâm. Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra để làm rõ các thông tin lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày qua. Bệnh viện ca hiện có 3 cơ sở hoạt động là Quán xứ, Tam Hiệp, Tân Triều và đang lên kế hoạch xây dựng cơ sở thứ tư tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Mỗi năm, bệnh viện này tiếp nhận gần nửa triệu lượt bệnh nhân khám và điều trị, thực hiện hơn 30.000 cuộc phẫu thuật, hơn 35.000 lượt hóa trị và hơn 15.000 lượt xạ trị. Theo thông tin từ bệnh viện K, ngày 20 tháng 8, bệnh viện đã phát đi thông cáo về việc các video đăng tải trên mạng xã hội, đặc biệt là trên TikTok, được cho là vu khống và bôi nhọ hình ảnh của bệnh viện cùng các y bác sĩ bệnh viện đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng và khẳng định rằng các thông tin trong video là sai sự thật nhằm làm giảm uy tín của bệnh viện trong khi đó cục quản lý khám chữa bệnh thuộc bộ y tế do tiến sĩ hà anh đức dẫn đầu đã yêu cầu bệnh viện ca thực hiện giả soát nghiêm túc các quy trình chuyên môn và thái độ phục vụ của nhân viên y tế cục trưởng tiến sĩ hà anh đức nhấn mạnh việc bệnh viện cần thực hiện các biện pháp tăng cường giám sát kiểm tra và nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử trong ngành y tế Ông cũng cho biết Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ sớm ban hành chỉ thị mới nhằm chấn chỉnh hoạt động khám chữa bệnh và xử lý các hành vi nhũng nhiễu người bệnh. Trước sự việc trên, dư luận cũng đặc biệt chú ý đến một video gây xôn xao mạng xã hội, trong đó chị DTT đã tố cáo bị bảo vệ bệnh viện k cơ sở 2 hành hung dẫn đến gãy xương chân trái của chị. Đồng thời người này còn có nội dung tố bệnh viện như sau, bệnh nhân mỗi lần đi xạ trị mất 200.000 đồng, nếu đút lót thì mai cho xạ trị không đút lót để tuần sau, bệnh nhân ca có sống được bao nhiêu đâu, cửa ải cuối cùng đòi người ở bệnh viện ca, bao nhiêu đau khổ diễn ra ở đó. Cùng với đó, nhiều bài viết trên các trang báo cũng phản ánh sự bất bình của nhiều người nhà bệnh nhân về tình trạng dịch vụ tại bệnh viện này, bao gồm việc xếp hàng dài để nhận thuốc và điều trị. Hiện Công an huyện Thanh Trì đã bắt đầu điều tra các tố cáo và kiểm tra các tài khoản trên TikTok phát tán thông tin liên quan. Công an cũng sẽ mời chủ tài khoản TikTok liên quan đến vụ việc để làm rõ các thông tin được lan truyền. Quá trình điều tra vẫn đang tiếp tục và chưa có kết luận cuối cùng. Liên quan đến làn sóng giá đất nền tăng cao kỷ lục ở một số huyện ngoại thành trong thời gian qua, một lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cho biết đang phối hợp với cơ quan công an thu thập, xác minh nghi vấn có nhóm đối tượng kích sóng đất nền thông qua các phiên đấu giá đất. Theo vị lãnh đạo trên, việc đấu giá đất do cấp địa phương tự tổ chức nhưng vẫn cử cán bộ theo dõi các phiên đấu giá đất vùng ven ở các huyện Đan Phượng, Thanh Oai và Hoài Đức. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng ghi nhận tình trạng một số lô đất được trả giá cao vọt lên gấp nhiều lần trong các phiên đấu giá đất. Thực tế, giá trung đấu giá đất các huyện vùng ven Hà Nội liên tục đội lên, phiên sau luôn cao hơn trước. Trước thực tế trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang phối hợp với cơ quan công an xác minh nhóm đối tượng kích sóng đất nền qua các phiên đấu giá. Lý do bởi tình trạng giá trúng đấu giá đất qua các phiên liên tục bị đẩy lên sẽ có tác động khiến đất nền vùng ven ngoại thành Hà Nội bị đẩy lên, tiềm ẩn bất ổn định cho thị trường bất động sản. Trước đó ngày 28 tháng 7, huyện Đan Phượng đã tổ chức đấu giá 85 lô đất ở các xã Đan Phượng, Hạ Mỗ và Phương Đình. Phiên đấu giá này có tới 1.252 bộ hồ sơ nộp tham gia đấu giá. Kết quả có lô đất tại xã Hạ Mỗ được trả giá lên 99,2 triệu đồng một mét vuông. Mức giá này khiến nhiều người bất ngờ vì quá cao với thực tế. Sau phiên đấu giá trên, ngày 10 tháng 8 vừa qua, thị trường bất động sản Hà Nội tiếp tục sụp sôi khi phiên đấu giá 68 lô đất ở xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai có tới khoảng 1.600 người nộp 7.000 bộ hồ sơ vào tham gia đấu giá. Kết thúc phiên đấu giá, lô đất góc có giá trúng cao nhất là hơn 100,5 triệu đồng một mét vuông. Hầu hết các lô đất có giá trúng từ trên 80 đến 90 triệu đồng một mét vuông. Lô trúng thấp nhất là 63,5 triệu đồng một mét vuông. So với giá khởi điểm, giá các lô trúng ở xã Thanh Cao đã cao gấp từ 5 đến 8 lần chưa dừng lại ở mức giá trên. Phiên đấu giá 19 lô đất ở khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, với hơn 1.100 bộ hồ sơ gửi tham gia trả giá, mới đây tiếp tục làm nóng bỏng thị trường. Phiên đấu giá này trải qua 9 vòng đấu, kéo dài trong suốt 19 giờ đồng hồ, từ 9 giờ ngày 19 tháng 8 đến 4 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8, đã lập kỷ lục mới về giá đất nền ở ngoại thành Hà Nội. Cụ thể, giá trung đấu giá cao nhất lên đến 133,3 triệu đồng một mét vuông, đối với LK03-12, là thửa ở góc, có 3 mặt tiền, rộng hơn 113 m2, so với giá khởi điểm là 7,3 triệu đồng. Lô đất này đã được nhà đầu tư trả gấp hơn 18 lần. Hai lô đất có giá trung đấu giá cao thứ hai là LK036 và LK046 lên đến 127,3 triệu đồng một mét vuông. 14 lô còn lại có giá trung đấu giá từ 97,3 triệu đồng đến 121,3 triệu đồng một mét vuông. Có hai lô chúng có giá đấu giá thấp nhất cũng lên đến 91,3 triệu đồng một mét vuông. Đáng chú ý, tại các phiên đấu giá trên, nhiều hội nhóm môi giới bất động sản cũng có mặt bật chế độ phát video trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội để tường thuật không khí xung quanh khu vực đấu giá nhằm mục đích thổi giá, đầu cơ kiếm lời. Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành quyết định cho phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh thôi giữ chức vụ hiệu trưởng trường đại học luật theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 19 tháng 8, đồng thời giao phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Tiến Việt, phó hiệu trưởng nhà trường, làm phó hiệu trưởng phụ trách cho đến khi có quyết định mới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh là hiệu trưởng đầu tiên từ tháng 10 năm 2022 của Trường Đại học Luật Đại học Quốc gia Hà Nội kể từ khi trường này được thành lập, trước đây là khoa luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh đó, suốt 24 năm gắn bó với công tác giảng dạy, sự nhiệt thành, tâm huyết của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh đã truyền lửa đam mê, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Và 18 năm gắn bó làm công tác quản lý, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh đã cùng với các cộng sự xây dựng được bộ khung chiến lược phát triển nhà trường, đồng thời đã đưa thương hiệu trường đại học luật lên tầm cao mới. Tuy nhiên, sau khi đăng tải thông tin, nhiều bình luận cho rằng việc xin từ chức của tiến sĩ Quế Anh liệu có liên quan đến sự việc lùm xùm của ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Trân Quang. Được biết, ông Vương Tấn Việt có nghi vấn chưa tốt nghiệp cấp 3 dùng bằng giả nhưng đã bảo vệ luận án tiến sĩ thành công vào tháng 9 năm 2021 đồng thời có bằng tiến sĩ chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 năm. Trong khi theo quy định của pháp luật thì thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ là tương đương 3 đến 4 năm học tập trung tùy theo yêu cầu của ngành đào tạo và trình độ đầu vào của người học. Nhưng nơi ông Việt được đào tạo và cấp bằng tiến sĩ luật là Trường Đại học Luật Hà Nội chứ không phải Trường Đại học Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Do đó, việc tiến sĩ Quế Anh thôi chức vụ hiệu trưởng không liên quan tới sự việc của ông Việt. Năm 2017, ông Vương Tấn Việt trúng tuyển văn bằng 2 khóa 1, trình độ đại học luật, hình thức vừa làm vừa học của trường Đại học Luật Hà Nội mở tại trường Cao đẳng Bách Việt, thành phố Hồ Chí Minh. Hai năm sau đó, ông được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân với loại giỏi và tiếp tục trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa 25B. Đến năm 2021, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Ngày 21 tháng 8, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết, Vừa ra quyết định kỷ luật ông Trần Quốc Duy, 43 tuổi, tỉnh ủy viên, giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Bình Phước. Ông Trần Quốc Duy bị kỷ luật cảnh cáo do suy thoái về đạo đức lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và đã bị kỷ luật cảnh cáo tại quyết định số 1433/QDTU ngày 22 tháng 7 năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thời gian thi hành kỷ luật ông Duy kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2024. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh ông Duy bị người dân bắt giữ vì nghi ngờ ông này đã quan hệ đồng tính với K, nam sinh 16 tuổi tại nhà riêng của em ở xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Trong video, người dân đã tìm thấy một số bằng chứng liên quan như bao cao su đã qua sử dụng và một số viên thuốc nhỏ được bỏ trong hộp, nghi là thuốc kích thích. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bình Phước đã họp xem xét về hành vi của ông Duy. Sau đó, Ủy ban kiểm tra báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét xử lý kỷ luật ông Duy. Ông Duy quê quán Thái Bình, có trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục tại Đại học Queensland ở thành phố Brisbane, bang Queensland, Úc. Ông từng là giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung, tỉnh Bình Phước, bí thư tỉnh đoàn. Tháng 4 năm 2022, ông nhận nhiệm vụ giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bình Phước. Trưa 21 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết cháu DVL, 6 tuổi, chú xã Lâm Giang đã được tìm thấy lúc 10 giờ sau 5 ngày đi lạc trong rừng. Theo đó, cháu DVL được một người dân tìm thấy trong rừng thuộc địa bàn xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, cách vị trí mất tích khoảng 20 km. Ngay sau đó, cháu L được đưa đến trạm y tế để chăm sóc và theo dõi sức khỏe. Thượng tá Phạm Duy Thịnh, trưởng công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết qua kiểm tra ban đầu, Sức khỏe cháu trai ổn định, đây quả là kỳ tích sống sót sau 5 ngày 4 đêm của cháu. Trước đó cháu DVL cùng gia đình đi ăn dằm tháng 7 tại nhà họ Hàng, trên đường trở về nhà, cháu L cùng 8 người bạn dừng chân tại khu vực đồi sau nhà hái quả. Tuy nhiên sau đó cháu L một mình rẽ sang đi hướng khác và từ đó không thấy đâu. Người nhà cùng người dân địa phương đã tỏa đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy. Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động hơn 150 người gồm công an, quân đội Dân quân tự vệ, gia đình cùng người dân tham gia tìm kiếm cháu trai suốt 5 ngày qua. Ngoài việc tìm kiếm tại các địa điểm hố sâu, hang đá, khe suối, giám sát qua các camera dọc tuyến tỉnh lộ 164, lực lượng chức năng còn hút cạn một ao nước gần khu vực cháu L mất tích để tìm kiếm. Từ sáng sớm, hàng trăm phụ huynh quận Nam Từ Liêm đã tới cổng trường tiểu học Tây Mỗ 3 với mong muốn chất vấn nhà trường về việc không nhận con em có địa chỉ thường trú tại Tây Mỗ, nhà sát trường. Đây là cư dân sống ở các tổ dân phố 72 trong khu đô thị Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ đối diện trường. Nhiều người cho biết cư dân đã lập nhóm Zalo với gần 1.000 thành viên. Tất cả đang lo lắng trước nguy cơ nhà gần trường mà con không được vào học. Con em của họ phải sang học tại trường tiểu học Lý Nam Đế, địa chỉ ở Miêu Nha, Nam Từ Liêm, cách nhà 4 đến 5 km rất bất tiện cho việc di chuyển. Sau sự việc trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo Phòng Giáo dục Đào tạo quận Nam Từ Liêm, về đối tượng có nguyện vọng nhập học cho con trong năm học 2024-2025 gồm: Thứ nhất là những học sinh các lớp 2, 3, 4, 5 từ các trường lân cận xin chuyển về trường mới theo khảo sát sơ bộ, trường Tiểu học Lý Nam Đế gần đó có 233 học sinh có nguyện vọng xin chuyển về. Đối tượng thứ hai là học sinh từ các tỉnh khác, quận khác mới chuyển về sinh sống tại các tòa chung cư. Đối tượng thứ ba là học sinh năm nay vào lớp 1 nhưng trong kỳ tuyển sinh năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo vừa qua không nộp hồ sơ vào trường. Một số em đã nộp hồ sơ vào các trường khác, có thể có nguyện vọng tiếp tục được rút hồ sơ để chuyển về trường tiểu học Tây Mỗ 3. Về phương án giải quyết, cơ quan này cho rằng trước hết cần tuyên truyền để người dân hiểu Tây Mỗ 3 là trường công lập được tách ra từ tiểu học Tây Mỗ, dành cho học sinh lớp 2 đến lớp 5 và tuyển mới lớp 1 thuộc các tổ từ tổ 7 đến 12 và các tòa nhà chưa phân tổ thuộc khu đô thị Smart City theo phòng chủ trương của quận là đưa Tây Mỗ Ba thành trường chất lượng cao nên cần duy trì sĩ số đạt chuẩn 35 học sinh một lớp sau khi nhận các nhóm trên tổng số học sinh của Tây Mỗ Ba là 30 lớp với 1.111 em vượt 61 chỉ tiêu đều nằm ở lớp 1. phòng khẳng định tuyển sinh đầu cấp đúng quy định việc vượt chỉ tiêu do tốc độ tăng dân số nhanh của địa bàn Cơ quan này cho hay, sau khi nhận đơn của những người có nhu cầu, phòng sẽ tổng hợp phân loại và thống kê, báo cáo lãnh đạo quận và tham mưu phương án giải quyết, đảm bảo đúng quy định. Tổng cục thuế mới đây đã yêu cầu cơ quan thuế địa phương ra soát, thống kê toàn bộ các tổ chức, cá nhân bán hàng livestream trên địa bàn quản lý. Cụ thể, trong văn bản gửi cục thuế các địa phương, Tổng cục thuế yêu cầu ra soát toàn bộ tổ chức, cá nhân livestream bán hàng ở các nền tảng như YouTube, Facebook, TikTok. Từ đó, cơ quan thuế sẽ thanh kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế với các trường hợp có dấu hiệu rủi ro. Đơn vị sẽ phối hợp chặt với các cơ quan chức năng chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xử lý nếu có dấu hiệu cố tình vi phạm pháp luật về thuế. Cục thuế các địa phương cũng được yêu cầu phối hợp với nhau nếu cơ quan thuế tại địa phương khác đề nghị giả soát tổ chức cá nhân có thu nhập cao qua bán hàng live stream. Trong khi đó, thống kê từ Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho thấy bình quân mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng với hơn 50.000 nhà bán tham gia trong các phiên live stream, thường có tổ chức cá nhân bán hàng cho chính họ hoặc cho blogger, TikToker, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội được trả hoa hồng từ livestream bán hàng. Theo quy định hiện nay, người bán hàng online sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng VAT và thu nhập cá nhân nếu có doanh thu từ 100 triệu đồng một năm. Cá nhân có thu nhập từ tiền hoa hồng do livestream bán hàng phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế lũy tiến từng phần với 7 bậc, thuế suất từ 5 đến 35%. Trường hợp hoa hồng được trả cho hộ kinh doanh, họ sẽ phải khai nộp thuế theo mức 7% gồm 5% thuế VAT và 2% thu nhập cá nhân. Theo Tổng cục Thuế, 6 tháng đầu năm, gần 43.000 doanh nghiệp, cá nhân được kiểm tra về khai nộp thuế. Nhóm này đã nộp gần 9.980 tỷ đồng, tăng khoảng 3.480 tỷ đồng so với cùng kỳ. Cơ quan thuế cũng xử lý 4.560 trường hợp vi phạm, truy thu và phạt gần 300 tỷ đồng. Trong bối cảnh hoạt động thương mại điện tử đang nở rộ, dần chiếm thị phần áp đảo so với thương mại truyền thống, việc tăng cường các giải pháp quản lý thuế với lĩnh vực này là rất cần thiết tạo sự công bằng với các hình thức kinh doanh truyền thống. Tuy vậy, nếu chỉ kêu gọi sự tự giác là rất khó. Vì thế, Bộ Tài chính cần có những quy định cụ thể, chính sách rõ ràng, thu như thế nào, căn cứ vào đâu để xác định thuế. Từ đó, cán bộ thuế cũng như người kinh doanh hiểu rõ để tránh thất thu thuế và đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ cho người tham gia. Ngày 21 tháng 8, Tòa án Nhân dân thị xã Kinh Môn, Hải Dương đã tổ chức phiên xét xử đối với bị cáo Trương Thị Hương, sinh năm 1986, cư trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, thường được biết đến với danh xưng Cô Đồng Bổ Cao. Bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong phiên tòa, bị cáo Hương liên tục nói bị cáo bị oan, họ Trương bị oan, và đề nghị hội đồng xét xử minh oan cho bị cáo và họ Trương. Theo cáo trạng, Trương Thị Hương bị cáo buộc lợi dụng sự mê tín và dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của vợ chồng anh T, phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn và vợ chồng anh X, phường Dư Hàng, quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng. Bị cáo Hương thừa nhận chỉ nhận số tiền 4 triệu đồng từ gia đình anh T để mua lễ cúng rằm vào mùng 1 tại điện của mình, nhưng phủ nhận việc yêu cầu anh T chuyển thêm 40 triệu đồng và yêu cầu mẹ anh T chuyển 80 triệu đồng tiền lễ như cáo trạng đã nêu. Bị cáo cũng xác nhận rằng bà nền cô ruột của mình đã trả lại gia đình anh T hơn 60 triệu đồng, nhưng khẳng định không tác động bà nền làm việc này. Bên cạnh đó, tòa án cũng xem xét các giao dịch tài chính của bị cáo Hương. Theo báo cáo, từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, tài khoản của Hương có tổng số tiền chuyển vào lên đến hàng triệu đồng. Trong đó, nhiều giao dịch có liên quan đến việc nhận tiền để làm lễ. Tuy nhiên, Hương khai không nhớ các giao dịch này và khẳng định không có hành vi gian dối hội đồng xét xử nhận định rằng tài liệu và chứng cứ trong hồ sơ vụ án chưa làm rõ việc điều tra các giao dịch chuyển tiền vào tài khoản của bị cáo liên quan đến việc làm lễ và xem bói do đó để làm rõ những vấn đề này tòa quyết định trả hồ sơ vụ án cho viện kiểm sát nhân dân thị xã kinh môn để điều tra bổ sung viện kiểm sát được yêu cầu tra cứu thông tin các chủ tài khoản đã chuyển tiền ghi lời khai của những người liên quan về việc có hay không hành vi gian dối của bị cáo hương trong việc nhận tiền Phiên tòa đã được hoãn lại để tiếp tục điều tra và làm rõ các vấn đề liên quan trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng. Chiều 20 tháng 8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử đối với 5 cầu thủ từng thuộc biên chế của câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và sự thật đằng sau câu chuyện này dần được hé lộ. Nhóm cầu thủ này gồm tiền vệ Đinh Thanh Trung, 36 tuổi, thủ môn Dương Quang Tuấn, 28 tuổi, tiền vệ Nguyễn Trung Học, 26 tuổi Trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng 22 tuổi và tiền vệ Nguyễn Văn Trường 21 tuổi. Tuy nhiên, sau phần kiểm tra căn cước, thẩm phán thông báo hoãn phiên tòa. Do luật sư của bị cáo Dương Quang Tuấn vắng mặt, việc hoãn này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo. Phiên tòa sẽ mở lại ngày 27 tháng 8. Theo cáo trạng, ngày 4 tháng 5 tại phòng 501, khách sạn BM, thuộc tổ dân phố 8, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Nhóm 5 cầu thủ trên có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng với 5 cô gái. Trong số này có một cô gái 17 tuổi. Các bị can thống nhất góp tiền mua ma túy để tổ chức sử dụng. Trong đó, Đinh Thanh Trung là người chủ mưu, thông báo địa điểm, trực tiếp đi lấy ma túy cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy và rủ người khác đến sử dụng cùng. Dương Quang Tuấn là người trực tiếp liên hệ mua và đi lấy ma túy, chuẩn bị công cụ, đồ vật để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trực tiếp xào ma túy ketamin cho người khác sử dụng, đưa ma túy cho người khác sử dụng nguyễn trung học là người chuẩn bị nước ngọt để pha chế ma túy đưa ma túy cho người khác sử dụng và cũng rủ một người khác đến sử dụng cùng nguyễn ngọc thắng là người chuẩn bị công cụ để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đưa ma túy cho người khác sử dụng và là người chuẩn bị nước ngọt đồ vật để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hiện tại vẫn chưa có án phạt nào được đưa ra về vụ việc trên thế nhưng đinh thanh trung và nguyễn ngọc thắng được đánh giá có những thành tựu xuất sắc trong sự nghiệp nên sẽ được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định Đinh Thanh Trung là cựu tuyển thủ quốc gia và từng giành quả bóng vàng Việt Nam 2017. Trong khi đó, Ngọc Thắng từng là sao mai triển vọng, nhiều lần được triệu tập lên U23 Việt Nam. Năm cầu thủ này hiện đang bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cấm thi đấu vô thời hạn. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Nam Định vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đối với Hoàng Văn Quảng, sinh năm 1994, cư trú tại khu 3, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Quảng bị khởi tố về hành vi làm tàng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả. Vào trưa ngày 30 tháng 6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác của Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Nam Định đã phát hiện và bắt quả tang Hoàng Văn Quảng khi đối tượng đang vận chuyển tiền giả để bán cho khách hàng tại thành phố Nam Định lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra người và khám xét khẩn cấp nơi ở của Quảng, thu giữ tổng cộng 3.100 tờ tiền giả có mệnh giá 5.000 đồng, cùng với 1.848 phôi tờ tiền chưa thành phẩm có cùng mệnh giá. Bên cạnh đó, công an còn phát hiện một số thiết bị liên quan đến việc sản xuất tiền giả, bao gồm một laptop, một máy photocopy màu, hai bàn cắt giấy và các dụng cụ khác dùng để in ấn tiền giả. Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Quảng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của đối tượng, vào khoảng đầu tháng 4 năm 2024, Quảng đã mua một máy tính sách tay và một máy in đa chức năng để phục vụ việc in tiền giả, có mệnh giá 5.000 đồng. Sau khi hoàn tất việc in tiền giả, Quảng đã tiến hành bán chúng cho khách hàng ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Hiện tại, vụ án đang được Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định khởi tố vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại Sở Công Thương tỉnh Lai Châu và tạm giữ hình sự ông Trần Văn Huy, 39 tuổi, chú phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, về hành vi đưa hối lộ, tạm giữ hình sự ông Vũ Văn Hình, trưởng phòng quản lý công nghiệp Sở Công Thương tỉnh Lai Châu để điều tra hành vi nhận hối lộ. Theo đại diện Công an tỉnh Lai Châu, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về vật liệu nổ và sử dụng trái phép vật liệu nổ tại thủy điện Nậm Cấu khiến hai công nhân tử vong. Theo tài liệu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lai Châu, tiếp nhận đơn tự thú của Trần Văn Huy, sinh năm 1985 ở phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, là kỹ sư làm việc tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Phát về hành vi đưa hối lộ. Cụ thể ngày 19 tháng 8, Huy đến cơ quan điều tra để xin tự thú về hành vi đưa hối lộ, đồng thời xin nộp số tiền 140 triệu đồng. Huy khai, trong thời gian từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, Huy đã mở 4 lớp tập huấn cho công nhân liên quan đến vật liệu nổ thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Quá trình tập huấn thi và cấp giấy chứng nhận do Sở Công Thương tỉnh Lai Châu cấp, Trần Văn Huy đã thu số tiền 2 đến 3,5 triệu đồng một người, tương ứng 510 triệu đồng để phục vụ vào việc đưa hối lộ cho Vũ Văn Hình. Sau khi tổ chức 4 lớp, Huy đã thu lợi chiếm hưởng 140 triệu đồng. Căn cứ tài liệu do Huy cung cấp, cơ quan cảnh sát điều tra đã mời Vũ Văn Hình lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, ông Hình viết đơn tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi nhận hối lộ. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Vũ Văn Hình đã trực tiếp nhận số tiền 220 triệu đồng từ Trần Văn Huy để tạo điều kiện cho việc tập huấn thi. Từ đó, Hình chỉ đạo cấp dưới buông lỏng giám sát, không thực hiện đúng các quy định về tập huấn đối với loại vật liệu nguy hiểm này. Sau khi nhận số tiền trên, Hình đã đưa một phần cho một số người tại Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, phần lớn số tiền còn lại Hình giữ chi tiêu cá nhân. Hiện Vũ Văn Hình đã giao nộp cho cơ quan điều tra số tiền 220 triệu đồng, Trần Văn Huy giao nộp 140 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Trước đó, chiều ngày 9 tháng 8, nhóm công nhân vào hầm công trình thủy điện nậm cấu để đặt thuốc nổ vào các lỗ khoan phá đá thì xảy ra sự cố mìn phát nổ khiến một công nhân nước ngoài tử vong và một công nhân Việt Nam bị thương nặng. Đến nay, công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố bắt tạm giam 5 bị can để điều tra hai nhóm tội vi phạm quy định về vật liệu nổ và sử dụng trái phép vật liệu nổ. Vụ án đang được công an Lai Châu tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hải An, Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Khổng Văn Lợi, sinh năm 1981 trú tại xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo điều tra, khoảng 13 giờ 50 hôm 12 tháng 6 năm 2024, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn tại khu vực trước cửa số nhà 202, đường Phú Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng, trong quá trình kiểm soát, tổ công tác phát hiện anh Khổng Văn Lợi, sinh năm 1981, trú tại xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, Nam Định, điều khiển xe đạp có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh kiểm tra. Anh Khổng Văn Lợi không chấp hành, có lời nói và hành vi sử dụng một bọc tay nắm bằng cao su bên trái của xe đạp ném vào người một chiến sĩ trong tổ công tác. Tổ công tác đã đưa anh Khổng Văn Lợi về trụ sở công an phường Đông Hải 1 để làm việc. Qua kiểm tra nồng độ cồn, anh Khổng Văn Lợi có mức độ cồn đo được là 0,025 mg trên 1 lít khí thở. Ngày 12 tháng 8 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hải An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Khổng Văn Lợi về hành vi chống người thi hành công vụ quy định tại khoản 1 điều 330 Bộ luật hình sự. Theo đó, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Ngày 20 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông đã túc trực phân luồng giao thông tuyến đường Hoàng Sa trên bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng sau vụ tai nạn khiến một người đi xe máy bị mắc kẹt dưới gầm xe khách. Trước đó lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố Đà Nẵng nhận tin báo một người bị mắc kẹt dưới gầm ô tô khách du lịch loại 45 chỗ ngồi trên tuyến đường Hoàng Sa, khu vực gần chùa Linh ứng, bán đảo Sơn Trà. Trung tâm liền điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Sơn Trà và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xuất 2 ô tô chuyên dụng đến giải cứu tại hiện trường. Lực lượng cứu nạn xác định người bị nạn đang mắc kẹt dưới gầm phía sau xe khách trong tình trạng đa chấn thương. Họ tổ chức cố định xe khách, sử dụng thiết bị gối hơi túi nâng, kích thủy lực để nâng gầm xe khách, tạo khoảng hở để cứu nạn nhân. Sau khoảng 10 phút, đội cứu hộ đã đưa được nạn nhân ra an toàn và được lực lượng y tế sơ cứu, sau đó chuyển đến bệnh viện. Thông tin ban đầu, nữ du khách bị nạn mang quốc tịch Hàn Quốc, 32 tuổi, khi chạy xe máy, cô ôm cua thì bị ngã, lao vào gầm xe khách. Vào khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 8, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại km 4 trên 10, quốc lộ 18B, đoạn qua bản Tài Phố, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Vụ sạt lở đã tạo ra một hố sâu hàng chục mét ngay trên mặt đường nhựa, hoàn toàn chia cắt tuyến đường từ cửa khẩu Bắc Phong Sinh nối tới quốc lộ 18A. Hiện tại, các phương tiện ô tô không thể di chuyển qua khu vực này do mặt đường đã bị sạt lở hoàn toàn. Ngay khi nhận được thông tin về sự cố, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và tạm ngừng lưu thông qua khu vực bị ảnh hưởng nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Các cơ quan chức năng đang tích cực đánh giá tình hình và triển khai các phương án khắc phục hậu quả vụ sạt lở. Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh, tỉnh hiện có hơn 6.300 km đường bộ kết nối hầu hết các địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, với khoảng 70% diện tích là đồi núi, nhiều tuyến đường đi qua các khu vực có địa hình phức tạp, bao gồm mái ta lưu cao. Đặc biệt, một số tuyến đường mới đưa vào khai thác đã xuất hiện tình trạng sụt lún và sạt trượt do đất đá rời rạc và địa hình chưa ổn định. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện, dễ gây ủn tắc và chia cắt giao thông nhằm giảm thiểu rủi ro và tai nạn do thời tiết gây ra sở giao thông vận tải tỉnh quảng ninh đang tích cực phối hợp với các đơn vị và địa phương để ra soát và đánh giá hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông sở cũng chú trọng việc xác định các điểm sung yếu có nguy cơ sạt lở cao đề xuất phương án khắc phục kiểm tra hệ thống thoát nước để đảm bảo thông thoát khi có mưa lớn và nhanh chóng sửa chữa những hư hỏng của công trình giao thông do ảnh hưởng của mưa bão trước đó các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và triển khai các biện pháp cần thiết để nhanh chóng khôi phục giao thông bình thường trên tuyến đường bị ảnh hưởng. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Hải, cựu giảng viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 khoản 4 điểm a Bộ luật hình sự. Nguyễn Ngọc Hải sinh năm 1982, từng công tác tại khoa quân sự võ thuật của trường và đã bị tước danh hiệu công an nhân dân vào tháng 5 năm 2019. Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2018, dù không có chức năng hay khả năng thực hiện cam kết, Nguyễn Ngọc Hải vẫn tự giới thiệu mình có khả năng xin việc vào ngành công an, chuyển từ công an nghĩa vụ sang công an chuyên nghiệp cho các cá nhân. Số tiền mà Hải lừa đảo tổng cộng lên đến hơn 2 tỷ đồng từ 4 nạn nhân. Một trong những nạn nhân là anh Lê Văn Tê, sinh viên hệ dân sự của trường đại học phòng cháy chữa cháy, đã đến nhờ Hải xin việc vào công an tỉnh Bắc Ninh. Hải đưa ra mức chi phí 800 triệu đồng và yêu cầu anh Tê chuyển trước 500 triệu đồng. Cam kết đến tháng 2 năm 2018 sẽ có quyết định tạm tuyển, khi đó anh Tê sẽ thanh toán nốt 300 triệu đồng còn lại. Tin tưởng vào chức danh giảng viên của Hải, anh Tê đã đưa 500 triệu đồng. Tuy nhiên đến thời hạn cam kết, Hải không thực hiện được việc xin việc cho anh Tê và cũng không trả lại số tiền đã nhận. Trường hợp khác, bà Vũ Thị Tê có con trai là anh Nguyễn Sĩ C đang đi nghĩa vụ công an phòng cháy chữa cháy tại Công an thành phố Hà Nội đã nghe thông tin về khả năng xin việc của Hải và nhờ ông này giúp con trai bà ở lại biên chế trong ngành công an và học trung cấp trong năm 2017. Hải đồng ý và yêu cầu chi phí là 500 triệu đồng. Bà Tê đã chuyển số tiền này cho Hải. Đến đầu tháng 2 năm 2018, thấy con trai vẫn không được vào ngành, bà Tê liên lạc với Hải. Người này hứa hẹn đang lo thủ tục. 4 tháng sau, Hải thông báo có một suất cho anh C vào cảnh sát cơ động và yêu cầu thêm 300 triệu đồng. Bà Tê đã tiếp tục chuyển thêm số tiền này. Tuy nhiên, đến tháng 11 năm 2018, anh C vẫn không được vào ngành công an như hứa hẹn. Sau nhiều lần khất lần và không trả lại tiền, bà Tê đã tố cáo Hải ra cơ quan công an. Ngoài các trường hợp nêu trên, còn có hai nạn nhân khác cũng đã tin tưởng và giao tiền cho Hải với hy vọng được xin vào công an chính quy và làm kế toán tại trường trung cấp cảnh sát nhân dân 1. Tuy nhiên, các cơ quan điều tra xác minh tại công an tỉnh Bắc Ninh, công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, trường trung cấp cảnh sát nhân dân 1 đều cho biết không tiếp nhận hồ sơ của các bị hại. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc và triển khai các biện pháp khắc phục để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa phúc thẩm để xét xử bị cáo Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1982, trú tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Mạnh Hát, sinh năm 1982, trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh, người có mối quan hệ bạn bè với bị cáo. Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9 năm 2023, Phạm Anh Tuấn và anh Nguyễn Mạnh Hát đang ngồi uống nước tại chân cầu vượt cửa Nam thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, mâu thuẫn này được can ngăn bởi những người xung quanh và anh Hát đã rời đi về nhà. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, anh Hát gọi điện cho Tuấn để hẹn gặp tại quán nước nhằm giải quyết mâu thuẫn. Nhận được cuộc gọi, Tuấn đã về nhà, lấy hung khí rồi đi xe máy tìm anh Hát. Khi gặp anh Hát ở khu vực gần quán nước, Tuấn đã dùng hung khí tấn công vào anh Hát. Nhưng anh Hát đã né được và bỏ chạy. Tuy nhiên, sau khi anh Hát bị ngã do mất thăng bằng, Tuấn đã tiếp tục dùng hung khí tấn công liên tục 5 lần vào người anh Hát. Trong lúc bị tấn công, anh Hát đã cầm hai viên gạch ném vào Tuấn. Do có nhiều người can ngăn, Tuấn đã dừng lại, bỏ đi và vứt hung khí xuống hồ nước. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Kết quả giám định cho thấy anh Hát bị thương tật 42%. Ngày 15 tháng 9, Phạm anh Tuấn đã đến công an đầu thú. Tòa án sơ thẩm thành phố Vinh đã xét xử và tuyên phạt Tuấn 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Không đồng tình với mức án này, bị hại đã kháng cáo, đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo và cho rằng việc truy tố bị cáo với tội danh cố ý gây thương tích là không chính xác, bị hại yêu cầu xét xử lại bị cáo với tội danh giết người. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại giữ nguyên nội dung kháng cáo, cho rằng hành vi của bị cáo là cố tình giết người vì đã tấn công nhiều lần vào các vùng trọng yếu của cơ thể anh H và việc anh H không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Đại diện viện kiểm sát cho rằng dựa trên kết quả giám định và các vết thương không có cơ sở để khẳng định rằng các vết thương gây hậu quả chết người nên không đủ căn cứ để thay đổi tội danh. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định rằng mặc dù bị cáo đã sử dụng kiếm để tấn công nhưng không có chứng cứ cho thấy bị cáo có mục đích tước đoạt tính mạng của bị hại ngay từ đầu. Ngay khi bị hại ném đá và được mọi người can ngăn, bị cáo đã dừng lại và bỏ đi. Các hành vi của bị cáo không đủ cấu thành tội danh giết người. Do đó, tòa án phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của bị hại và giữ nguyên mức án 7 năm tù đối với bị cáo Phạm Anh Tuấn về tội cố ý gây thương tích.